Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobao.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Chúng ta lại quay trở lại với một clip mà ở đây cũng không phải clip chôn đâu, đây là một clip thử lòng nha anh em. Ngày hôm nay thì mình sẽ vào thử lòng của Ngân, là mình sẽ mượn tiền của Ngân để đi làm ca sĩ đấy. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ thử lòng của Ngân xem liệu rằng này thì với cái việc mà mình muốn làm ca sĩ thì cô Ngân có cho mình vay tiền hay không nha. Ok, chúng ta cùng bắt đầu clip thôi. Vợ ơi. Dạ. Vợ ơi. Sao vợ nói đi. Vợ ơi. Chị. Đang vay. Sao tôi vay? Anh muốn vay tiền. Cái tiền, còn gì có tiền mà vay. Anh có một cái dự án mới, anh muốn vay tiền. Vay bao nhiêu? 200 triệu. Vãi lùi, 200 triệu mà anh mượn vợ anh có tiền. Vợ đầy tiền ra. Không có. Em đầy tiền, bữa em nói em đầy tiền. Làm gì có, ai mà nói. Bữa em đầy nghèo tiền. Nghèo chết mồ lắm rồi mà có tiền. Em đầy tiền mà. Không cho có tiền, đi. Đông lắm kìa. Ui thế bà rồi, ngay nhà của anh luôn à. Chạy đi. Nó đây nè anh. Nó ở đâu? Đây. Tiếp bên em hả? Ê anh ơi, còn một thằng anh ơi, vợ yếu máu rồi. Anh ơi, bắt được bọn anh ơi. Đi bấm máu ra. Ui, mệt khắp nơi vậy. Vợ cho anh vay 200 triệu đi. Sao vợ giết lấy nhiều cái người gì? Vợ cái ý của nó mà. Anh muốn làm ca sĩ. What? Ca sĩ á? Ừ. Theo Tú anh Quốc nhắm làm ca sĩ có ai xem không anh? Anh muốn làm ca sĩ. Tôi làm ca sĩ anh sẽ có nhiều người xem, em yên tâm. Bởi vì là anh hát hay mà. Hát thử nghe thôi. Nhưng mà nếu mà hát hay là vợ cho anh không. Tiền làm ca sĩ đúng không? Cái gì chắc liên quan. Ủa mà hát hay cái gì? Anh hát hay. Anh sẽ hát thử cho em nghe một đoạn. Hát thử nghe thử. À ok, anh sẽ hát thử. Để anh suy nghĩ nha. Để anh sáng tác luôn nha, anh sáng tác luôn nha. Chờ một bài cho anh sáng tác luôn. Quỳ. Ừ, anh sáng tác được bài hát mà anh hơi bị giỏi đó. Uh-huh. Nhưng mà bài hát này anh tính em sẽ đi mua, gọi là những nhạc super pro nên em yên tâm. Đấy, bây giờ anh hát này. Thằng địch kia đến đây làm gì? Nhìn thằng địch như cái thằng chịu nhì. Mày vào đây đi. Tao bắn mày liền. Hay không? Có người trong nhà đi vàng này. Đi vào con, đi vào tao lấy mày. Nhưng mà được. Thôi. Nhưng mà được. Hai thằng. Anh làm ca sĩ được. Hai thằng. Ui. Chắc độc một thằng. Thằng cục của em. Mình của anh đặt vậy? Mình của anh đặt đấy. Thằng này nó làm gì trong nhà, nó dưỡng anh ơi. Thằng kia bỏ bồ rồi. Bỏ bồ rồi hả? Ê, đây anh ơi. Ê, vợ ơi. Nhanh anh ơi. Anh đang bất chấp chạy ra đây. Dám cá lóc cá chầu, dám bắt nạt của Ngân. 200 triệu là 200 triệu. Vậy cái gì vậy, cứu một lần 200 triệu anh cần anh mà có. Cái này bắn máu chứ, bắn máu phát nữa là 200 triệu này. Ý, em nhiều tiền mà. Vợ có máu rồi, khỏi cần anh bắn. Bắn mất còn tốn nhiều tiền gì. Mà vợ cho anh vay 200 triệu chứ mày. Gì có tiền, nghèo lắm. Cho vay 200 triệu chứ mày. Thôi có tiền. Hát dở thấy ớn, anh chị phù hợp hết. Anh chị phù hợp hát mấy cái bài mà Quốc biết mấy cái bài hát mà nhạc chế không? Thì hát nhạc chế cũng được nhưng mà em phải cho anh ra MV đã thì người ta mới coi chứ. Thôi nhưng mà anh có fan nghe nhạc đâu. Biết là mọi người trước thì thế anh mới gọi là làm thử cảm giác mới đấy. Thôi, mọi người sẽ tới biết tới anh là ca sĩ Gao Bạc TV. Người ta chạy hết luôn á. Yên tâm đi, anh vay em 200 triệu rồi sau này anh về anh đi hát nè. Anh nổi tiếng lên anh đi hát. Ừ, nổi tiếng xong rồi quay mấy con ca sĩ, có người trong trường học. Không, nổi tiếng quen ca sĩ là một chuyện. Quen là gọi là quen trên cái phương diện ca làm sĩ việc. Xong yêu ca sĩ xong bỏ vợ luôn, lúc đó vợ thấy gớm. Không, người yêu vợ gì nữa. Có người ở trên gốc cây anh ơi.
nó chạy rồi. Chính cái xì á, cái xì á. Bó cái ốc cây gì. Chết rồi. Nhưng mà bất kỳ bọn em có tiền. Nhiều tiền giả mà cơ. Bọn em có nhiều tiền. Tiền của vợ á. Vợ còn phải làm cái này làm cái kia, đầu tư cho anh rồi biết anh có thành công rồi, mình muốn thành công rồi anh ấy nữa. Anh chắc chắn sẽ thành công. Chắc chắn thành công rồi mới muốn, anh có nhớ vợ đâu. Có, sau này anh phải gọi là kiếm tiền, anh sẽ đi hát kiếm tiền về trả nợ cho vợ. Được không? Không, tiền bỏ bận rồi. Bận lắm gì? Bận cái khác rồi. Thôi mà, cho vay đi. Không. Có thể dở đâu. Chắc thấy ghê chứ đâu có dở. Yên tâm, anh nổi tiếng nên anh sẽ lấy tiền với anh trả vợ mà. Đừng có nói sao, anh nói, anh nói miệng nhớ. Có khả thi, anh nói thật, có khả thi. Có. Không. Em phải tin anh. Lỡ mai mốt anh, cho dù anh có thành công hay là không thành công thì anh cũng quên vợ thôi. Xem, lúc chắc đó, chắn là anh lúc quên đó anh thành công rồi anh có nhiều tiền. Vợ vẫn là một người bình thường. Ai bảo em bình thường, lúc đó em sẽ là vợ của một ca sĩ nổi tiếng. Thôi. Em sẽ được nhiều người biết đến. Em sẽ là quản lý trực tiếp của ca sĩ GBTV. Chắc là quản lý ngay. Không có nói xạo, anh nói thật. Hay bây giờ anh hát một bài khác lại nhé. Nhưng mà nghe nghiêm túc thì có thể không cho vay nhiều và cho vay ít được không? Vợ cho không cho vay nhiều thì vợ cho vay ít. Thì Quốc hát thử coi. Bây giờ mà không vay được 200 triệu thôi, vay 50 thôi. Suy nghĩ kỹ, cho vay 50 thôi, còn 150 thì anh đi mượn. Nha. Gì mà khỏi 50 triệu. Có 50 triệu, mượn làm cái gì? Đi cho mượn đi. Cần em nói em cho mượn là được. Hát thử coi. Hát thử nếu mà được là cho vay nha. Ừ. Ừ rồi đấy nha. Ừ, ok, anh hát bài nghiêm túc. Để xin tiền vợ. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có. Ghê quá à, anh lên thôi không mỗi gì. Hả, hay mà. Em phải tin anh làm được ca sĩ mà. Lên xe. À, hát bài lên xe đi em ơi, ta tìm về nơi xa xôi, nơi bình yên mình có đôi. Ôi súng đen. Ôi giời ơi. Chưa có rút súng ra kìa. Thôi, không vô đấm tay chứ cần gì rút súng. Nha. Cho vay nha. Làm gì có tiền mà cho vay. 50 cho mày. Tiền nó bận hết rồi. 50 cho mày. Nhưng mà tiền nó vội bận hết rồi. Bây giờ vợ kỳ. Nhưng mà vợ không biết ở trên gì có vợ chưa. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi anh đến vợ kỳ. Tương lai tươi sáng bây giờ bắt đầu làm sao biết kết quả được. Ủa? Thằng này. Ơi, ở trên kia bắn vợ anh ơi, bông keo anh. Bông keo. Đó, qua qua anh đâu qua. Cái xe không bông keo được chứ. Nó không này. Chuẩn bị này. Cái mùi lựu đạn đâu ra vậy? Ôi, lựu đạn đang địch đó ném ra ầm ầm vậy mà vợ hỏi là lựu đạn đâu ra vợ kỳ. Tại anh hát không cho vợ, làm cho vợ không có sức bắn đó. Tự nhiên vợ ông có sức bắn. Đi mà, cho anh tiền. Cho anh vay tiền, anh vay thôi. Thì anh làm ca sĩ nổi tiếng, anh sẽ đi hát. Không. Sau đó rồi anh sẽ trả nợ cho vợ. Không, không. Anh nói thật, ý kiến này hợp lý luôn ý. Anh lấy tiền luôn thì có. Anh không có lấy tiền đâu. Tự nhiên anh lấy tiền của vợ, hay là anh viết giấy nợ cho em? Không có cần, một cái giấy của anh ý. Nè, anh cho vợ đi. Thôi đừng có dụ. Nè, cho vợ sửa giáp nè. Không, có rồi. Đi. Cầm đi. Không, dụ vợ thì có. Cầm đi, sửa giáp ngon ơ này. Đấy, sửa giáp đi, em sẽ có một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Ha ha ha. Được không? Không, mà mình có tiền. Có tiền, em đầy tiền ra, em keo thì có. Em keo đầy tiền, mình đi có. Anh đã gọi là anh dùng hết cả năng lực của anh ra để... 50 triệu cũng không có nữa. Quá đâu có tiền đâu.
anh mượn ai bây giờ? Nó có biết thì anh buồn quá. Một tương lai tươi sáng chờ đợi anh vậy. Nhưng mà vợ anh có tiền. Hay là bây giờ vợ cho anh vay tiền mua một bài hát thôi. Anh nói thật, nghiêm túc luôn nha. Anh không có tiền vậy sao anh hát làm cái gì? Bây giờ nha, anh hát rồi anh biết anh có thành công hay không. Lỡ không thành công rồi nợ ngập đầu luôn. Quốc phải xác định cái nào mà có tương lai chứ. Không thì bây giờ em cho anh tiền, anh vay anh mua một bài hát nó tầm khoảng 20 triệu, xong anh úp lên mạng cho mọi người nghe chưa, đúng không? Máu lên mạng làm sao mà kiếm được tiền cho nó được? Thì không kiếm được tiền nhưng mà để cho mọi người nghe trước. Nếu mà mọi người mà đồng ý á thì anh lúc đó anh sẽ ra MV. Đó, đúng không? Ra MV thì lúc đó có lời bài hát đâu có giá trị nữa đâu, có muốn biết tính toán. Có chứ. Không có, người ta nghe người ta chán. Thì tới lúc đó mình ra MV bài hát mới chứ. Không. Một ca khúc rẻ không à, một ca khúc qua 20 chai à. Chắc rẻ ngay. Đi. Bộ làm gì có tiền. Đi. Không thấy sụi xòi điện thoại đập đá à. Đi, à nhầm điện thoại bị bể à. Năng nỉ mà cho vay. Không. Bây giờ anh có 10 triệu rồi, vay em 10 triệu nữa là anh đủ tiền mua bài hát rồi. Đi. Không. Đi. Không có tiền. Có tiền. Đi. Không có. 5 triệu. Cái gì một bài hát 5 triệu sao anh xuống giá vậy anh? Đúng là đồ lợi dụng tiền bạc. Lúc đầu thì bảo là 200 triệu, bây giờ 5 triệu biết nó cắt bao nhiêu tiền không anh? Ý là bây giờ anh chỉ vay em 5 triệu để anh mua một bài hát rồi anh cover anh em. Vậy mà hồi nãy anh bảo là một bài hát 50 triệu, đồ lừa đảo. Thế 45 triệu đó anh dùng để anh làm gì? Anh mời nhạc sĩ thì ăn, em nhạc sĩ là phụ nữ. Mình phải tôn trọng. Anh giỡn. Anh giỡn. Không có giỡn giọt chị đây thế. Nha. Nha. Không, im được chung bánh thôi. Nhoa. Đồ nó xạo cầu thì bảo 200 triệu. Thôi giờ cho vay 5 triệu đi. Đi. Không. Đi. Đừng. Cho vay đi. Vay 5 triệu thôi. Không. Đi. Không cậu có kiếm đồ lừa đảo. Không kiếm đồ lừa đảo. Đồ lợi dụng tiền. Đừng coi. Đừng nó bắn anh kìa. Nó bắn đi mà chết con xe giờ. Đi cho vay đi. Chẳng lẽ có người đóng xe luôn. Ấy có người quá rồi. Chết rồi. Bà nội rồi. Tự... Ý. Anh không có tầm bắn đâu. Ở trong nhà rồi. Nó ở trong nhà. Quẩy nó ở sau nhà thì biết trong nhà đâu. Vợ ơi, hai thằng đấy vợ ơi. Rồi anh bắn gục thằng rồi em chỉ cần giết thằng còn lại thôi. Mình có tiền cho vay. Ấy. Vay nùi bông kêu. Anh không biết nó ở đâu, anh giật đại chứ. Anh giật đúng mà. Bom. Không được, chạy không kịp. Nó qua kìa. Ui không được kìa. Cay thật sự. Không cho là không cho nha, đồ lừa đảo. Vừa vậy luôn. A few moments later. Bờ chuyển khoản rồi á. Đã cho rồi hả? Ừ. Ok, anh sẽ làm việc một cách đàng hoàng. Anh sẽ trở thành một ca sĩ. Để người xem. Để người xem. Chờ đi. Đi nha, đi chợ đây. Trong anh giờ đang nghĩ gì người ơi.